Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bí mật hạnh phúc. Và khách mời đầu tiên ngày hôm nay đó là đạo diễn Yoon Bin. Chào anh Bi Đá Bào, chào bạn và chào quý vị khán giả. Mình là Yoon Bin, hiện tại mình đang là một đạo diễn. Em năm nay cũng hơi già tí xíu, em 28 tuổi rồi. Trẻ quá rồi chứ già đâu, anh mới già nè. Khách mời thứ hai đó là bạn Khánh Linh. Chào. Khánh Linh giới thiệu đôi chút gì mình. Trước hết thì em được phép chào anh Bi cũng như là anh Bin. Em tên là Khánh Linh, hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bình Dương. Em sinh năm 96. Thật sự là từ nhỏ khi mà em có coi một chương trình á, ở gọi là chương trình sân khấu mà tại phường á, địa bàn á, thì em thấy mấy anh chị người ta diễn xuất cái kịch phái hả? Phái lắm rồi muốn nhào lên diễn luôn. Dạ không, lúc đó chưa đâu. Em cảm giác người ta diễn sao mà hay quá. Cái mình về cứ suy nghĩ hoài muốn được một lần mà lên sân khấu vậy để được mọi người vỗ tay. Cái đó là diễn viên kịch hay là diễn viên đúng phim? Dạ lúc đó là có nghĩa là chỉ có kịch thôi, em cứ coi kịch rồi hồi đó giờ có bao giờ đi thử đi diễn chưa? Dạ rồi. Có diễn phim nào chưa? Em chỉ quay những cái gọi là clip nhỏ dành cho trường thôi. Rồi hồi đó giờ em diễn trong trường vậy đó, có bao giờ mà em được cái giải gì của trường không? Cũng có. Dạ, đó là em có một lần em diễn gọi là chương trình văn nghệ quần chúng của quận. Thì may vô mắn. Tới quận luôn, chưa qua trường lớp em vô tới quận luôn. Dạ. Thế ghê ha. Thì em cũng may mắn là được giải nhì. Wow. Giải nhì luôn. Dạ. Còn Bin chia sẻ về công việc của Bin xíu, có thú vị hay là có trục trặc hay là có trăn trở chắc chớ gì không để định hướng cho em này luôn? Thật ra thì cái nghề làm phim này nó cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Thú vị thì tất nhiên nó rất là thú vị, khi mà mình đam mê nó rồi mình sẽ cảm thấy là những cái lần mà mình ra hiện trường, mình on set á, mình sẽ cảm thấy đây mới thật sự là mình sẽ bị cuốn vô một cái công việc, coi như là tất cả những gì diễn ra xung quanh mình không quan tâm nữa. Thật ra thì đây là một câu chuyện buồn buồn nữa hả? Thôi đừng có buồn, trời tôi đang vui vẻ ghê luôn tự nhiên buồn. Bin đi làm thì cũng khá nhiều công ty mời về, thì ai cũng hỏi là cái bằng của Bin tốt nghiệp đại học tài chính marketing. Cái bằng đại học của Bin lần cuối Bin thấy nó là chắc nó nằm trong cái rổ đèn cày hay là cái rổ gì đó dưới nhà bếp, cũng không nhớ nữa, mà giờ cũng không biết nó ở đâu luôn rồi. Trong bếp mà để cái rổ đèn cày để làm cái gì? Tức là mình không có quan tâm đến nó quá nhiều lúc đó, là nên cái nghề làm phim này Bin đi theo là 100% là chỉ là đam mê thôi. Đam mê thôi. Đúng rồi, là coi như là Bin chưa từng. Nhưng mà không nghĩ là hiện tại bây giờ công việc mà mình làm đạo diễn nó cho mình có cái kinh tế không? Có chứ, tất nhiên, có nghĩa là bây giờ hiện tại giờ công việc chính của Bin là đạo diễn. À. Và Bin sống là nhờ nghề đạo diễn. Bin học cái ngành nghề của mình là tài chính marketing đi, mà bây giờ tự nhiên mình đùng cái mình chuyển qua bên cái ngành là đạo diễn phim, thì gia đình mình có ủng hộ? Mê làm phim á là mê từ nhỏ, như nãy Bin có nghe Khánh Linh chia sẻ là từ lúc nhỏ là Khánh Linh coi một cái vở kịch. Dạ. Thì hồi nhỏ Bin cũng tương tự như vậy, là lúc đó là Bin coi cái phim đầu tiên mà mình thích á là cái phim Hoàng Châu Công Chúa. Trời ơi. Và sau thích đó cái giai nào nè? Thích Gia Vĩnh Kỳ. Trời ơi, không giống tôi rồi, biết tôi thích ai không? Tình Nhi. Tôi phải lúc đó bị phái anh Tiêu Kiếm lắm, ước mình mơ là mình tình nhi không? Là à, khoái Tiêu Kiếm ước mình làm tình nhi. Đó. Okay, ước mình tình nhi chứ không phải thích là mình làm tình nhi, mà thích anh Tiêu Kiếm. Thích Tiêu Kiếm nên ước gì được làm tình nhi đúng không? Đó. Lúc mà Bin coi bộ phim đó xong á, Bin coi cảnh nào xong là Bin sẽ tập hợp tất cả mấy bạn bè trong xóm, mấy đứa nít lại, Bin bắt là mày phải đóng cái vai này, mày phải đóng vai kia. Cái là mình phải diễn lại đúng cái phân đoạn mà mình vừa mới coi xong. À. Bin còn nhớ lúc đó là Bin chạy một chiếc xe đạp leo núi, Bin giả bộ nó là con ngựa, xong rồi Bin lấy cái roi Bin đánh, xong rồi cuốn vô bánh xe bên té cái đụng. Đó là kỷ niệm từ nhỏ của mình. Đúng là rồi. Mình đã có cái máu làm đạo diễn trong đúng người. Đúng rồi, mà lúc đó mình đã muốn là mình tạo được những bộ phim như vậy. À. Khi mà ấp ủ cái giấc mơ đó, khi mà đem nói gia đình thì gia đình là từ chối. Mẹ lại nói là không được đâu con. Lúc đó nghe đến phim ảnh này nọ thì nó là một cái gì đó nó xa vời đúng rồi, nhà thì không ai theo hết. Lúc đó mẹ lại muốn đi con đường an toàn là đi theo kinh tế. Lúc đó là gia đình thì ai cũng làm kinh tế hết, ba đời là kinh tế rồi. Đây là gia đình không cho mà thành công, hiện tại giờ là ước mơ làm diễn viên nè. Dạ. Và gia đình có ủng hộ không? Em cũng như anh Bin vậy á, khi mà em học xong cấp 3 thì em cũng có xin gia đình là
cho em được cái nguyện vọng là em theo đường học sân khấu điện ảnh. Nhưng mà gia đình em thì không có cho, tại vì gia đình em nói là theo cái nghề đó phải là nổi tiếng với lại phải có nhiều tiền. Nói chung là gia đình em muốn định hướng cho em là phải có một công việc làm ổn định, chứ không có muốn em theo con đường nghệ thuật. Mặc dù là em rất là thích cái con đường nghệ thuật đó, những cái chương trình mà của như là phường hoặc là trường tổ chức á thì em cũng có tham gia, nhưng mà lúc đó em chỉ là đóng những cái vai gọi là cầm cờ chạy ra chạy vô thôi, là không có thổi gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời thích lắm mà, lên sân khấu thích lắm nha. Em được cầm nói chung là chỉ đừng lên sân khấu cái là thích lắm. Xong rồi từ từ cái mỗi năm có những chương trình thì mình được mấy anh chị chỉ này chỉ kia, thì có được lần được thoại, cái rồi cũng rồi diễn này diễn kia vậy đó. Đóng cái vai quần cái gì, quần chúng hả, ở quận hả? Dạ cái vai đó đó, cái vai quần chúng, cái quần chúng gì của em đó, là lúc đó là mình đóng cái vai đó là mình thấy có khó không? Có cái kỷ niệm nào vui vui buồn buồn gì trong đó? Vui thì là được lên sân khấu đó anh. Vui là lên sân khấu. Dạ. Khó khăn là mình không được nói chuyện trên sân khấu, không được nói chuyện. Có bao giờ em thấy em nản? Có bao giờ em thấy em nản chưa? Em có muốn bỏ cuộc không? Em thật sự là em rất là mê nghề được đứng trên sân khấu hoặc là đi diễn phim. Đến khi năm mấy tuổi là mình mới chính thức là mình bước chân cái nghề này luôn. Trong cái quá trình mà Bin học đại học á, là Bin đã quyết định là Bin sẽ để dành tiền làm phim. Từ hồi cấp 3 là Bin đã bắt đầu viết truyện, và có một cái bộ truyện của Bin là lúc đó là trên mạng khá là hot, đó là truyện Trái Cấm. Thì lúc đó là Bin quyết định là mình sẽ để dành tiền để mình làm được cái bộ phim, cái bộ truyện mình nó chuyển thể ra thành phim. Hay ghê không? Rồi sau khi mà Bin tốt nghiệp đại học xong thì Bin cũng có dành dụm một số tiền cũng tương đối, đi vay mượn thêm các thứ để ra cái sản phẩm đầu đời của mình. Và lúc đó là hoàn toàn không biết gì về phim hết. Ra tới hiện trường mà còn chưa biết được là toàn chung cận sao các thứ. Và vô tình khi bộ phim nó ra mắt thì lại thắng. Từ lúc đó là tự nhiên bắt nghiệp qua làm phim luôn. Tại vì trước đây do Bin chưa từng đi học nên khi mà Bin ra hiện trường á, hoặc là gặp khách hàng hay là những bạn đồng nghiệp đi, từng bị coi thường. Người ta nói mình là mình không có kiến thức các thứ không kiểu có kinh nghiệm. Kiểu như tai ngang vô. Đúng rồi. Kiểu như là mày không có học ngành cái gì mà dễ mày làm lên tên tuổi đồ đúng không? Đúng rồi, đáp lại với bạn đó rằng là Bin tuy rằng Bin không có kiến thức, Bin không có kinh nghiệm, nhưng mà cái Bin có chỉ là sản phẩm và view. Cái mà mình thấy ở trên YouTube mình được nhiều view nhất là bao nhiêu? YouTube Trái Cấm của Bin hiện giờ là 15 triệu một tập. Nào thất bại không? Thất bại cũng có chứ. Ví dụ như là nhà đầu tư họ không đầu tư cho mình chẳng hạn như vậy. Hoặc là tức là mình hết kinh phí để mình làm tiếp. Đúng rồi, không có kinh phí để mình làm tiếp. Mình là tay ngang ra, mình chưa có cái ekip hùng hậu phía sau. Nên khi mà Bin ra nghề là đa phần là những công ty hay mời Bin về để làm phim cho công ty. Thì những sản phẩm của Bin khá là những nhiều người ta biết đến, nhưng mà ta chỉ biết đến sản phẩm thôi chứ người ta không biết đến cái name của mình đứng sau lưng cái sản phẩm đúng đó. Đúng rồi. Như là Tuổi Dậy Thì là Bin làm cho một công ty khác. Rồi Người Thứ Ba hay là Bánh Trôi Nước đều là những cái sản phẩm khá là hot, nhưng mà mọi người cũng chỉ biết đến cái tên nhưng, của nó. Nhưng mà những cái kịch bản đó là mình tự ra hết đúng không? Trái Cấm là Bin là kịch bản luôn, là kịch bản là của bản thân. Nhưng mà sau đó khi mà đi theo con đường chuyên nghiệp là Bin sẽ có làm việc với team. Thì có một cái team biên kịch, mình sẽ ngồi với mấy bạn lên đường dây, đường hình các thứ, ra hiện trường mình triển khai. Với cái góc nhìn là đạo diễn và bạn này ngày hôm nay đến đây có một cái ngành nghề và ước mơ đó là diễn viên. Nếu mà theo Yun Bin nhìn vào đây là thấy đây có tố chất gì để làm diễn viên không? Nếu mà chỉ nhìn về phong cách bề ngoài, thần thái của bạn thì thấy bạn có tiềm năng để làm diễn viên. Ngoại hình sáng, điển trai. Phim gì? Bin, quan trọng phim gì? Bin nghĩ là nếu mà vô những cái vai như là Sói Ca Học Đường này nọ thì bạn đủ khả năng để có thể đảm nhiệm. À, Sói Ca Học Đường luôn. Đúng rồi, này mình đang với đây nói về bề ngoài. Còn đây, sói gì? À, ở đây thì có thể là những cái vai cũng liên quan học đường. Nhưng mà mình vô cái vai kiểu hơi cao tí xíu là thầy giám thị. Không vui cái đó, thầy đó dữ lắm. Vui lắm á, trời thầy ra đó. Cái nét kỳ lắm thôi. Thôi bỏ đi cái khúc đó đi ha. Còn Khánh Linh, chưa bao giờ mà em dám can đảm mà đi tham dự hay là casting một bộ phim nào đó. Em chưa có dám.
thi bất kỳ mà một cái chương trình nào hay là đi casting một bộ phim nào hết. Ví dụ như bây giờ nếu như mà anh với lại Yunbin đi ra một cái câu thoại nào đó hay là cho em thử mình diễn thử, em có thử làm được không? Em phải tự tin khi mà mình casting đúng không? Dạ em nghĩ làm được chứ. Vậy bây giờ Yun ra chủ đề cho Khánh Linh đi. Bi đóng chung với Khánh Linh luôn ha. Đóng được không? Đóng được không? Nếu mà rồi. Được là lên diễn viên luôn đó. Rồi ok, bây giờ ví dụ cái tình huống vui đi ha. Dạ. Là hai bạn này quen nhau online. Thì em cứ nghĩ là đây là một cô gái. Đây là một cô gái. Ok vậy. Rồi, lấy nick ảo nhưng mà cuối cùng ra đây không phải là một cô gái thì em sẽ phản ứng như thế nào? Con gái phải không? Là đầu tiên gặp đúng không? Ờ nghe là này bạn này bạn một áo sơ mi xanh nha, em sẽ bằng một áo sơ mi đen để mình có thể nhận biết ra nhau. Tại hồi xưa giờ chỉ là nói chuyện qua Facebook thôi, mình chưa thấy hình ảnh gì của bạn hết. Đây, diễn viên rất tiềm năng. Sau cái đợt diễn này là biết đâu được Bi làm diễn viên luôn. Nè đây. Biết đâu được đúng không? Gái phải không? Lâu tới ghê. Anh đứng đâu đó tin. Anh đang đứng ở cái ghế đủ màu. Em đâu rồi? Hai cái là cái bên phải hay bên trái? Tim. Cái chính giữa được không em? Tim. Rồi. Em thấy rồi, em tới liền. Anh. Em nè. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Không, em. Em là ai? Diễm Trang. Diễm Trang nè. Nhắn tin với anh đó. Trời, Diễm Trang trong đây là con gái mà. Mà sao ở ngoài có đâu? Không, em mới vừa sức lộn thuốc. Trời ơi. Dạ, em sức lộn thuốc. Nó mọc ở đây nè. Sao mà em béo quá vậy? Em béo quá vậy? Em béo quá vậy? Mà Thôi duyên quá, con trai duyên quá thôi. Tôi về công diễn nữa. Tôi ghét nhất là những người nào mà đụng tới nỗi đau mở của người ta. Chú thấy cái cách bạn này diễn được không? Về thoại thì tương đối nhưng mà về cảm xúc thì chưa tốt. À chưa có cảm xúc đúng không? Đúng rồi. Chắc nhìn mặt bi gian quá. Còn Bi diễn sao? Dễ thương á, Bi dễ thương. Dễ thương đúng không? Đúng rồi, thấy nãy diễn ra tình nhi mà. Tình nhi không? Trời ơi. Hồi nãy vừa lấy chủ đây là tiêu kiếm đi, tôi tưởng tượng nó liền. Rồi bây giờ nè, Bi là một người đạo diễn, có thể nhìn nhận được một người diễn viên là như thế nào? Cần những cái tố chất gì để cho tốt cho công việc của Khánh Linh á? Thật ra thì có khá là nhiều những bạn người ta đang nghĩ diễn viên là một người ta đóng cái nhân vật đó gọi là bắt chước á, mà cái đó là một cái quan niệm sai lầm. Diễn viên là gì? Diễn viên là người hóa thân được vào nhân vật. Tại sao đi casting mà các bạn thường hay mà bị rớt casting, hay là bạn nói là bạn ra tới hiện trường bạn bị quên thoại, bạn không thoại được câu thoại đó, do bạn đang cố nhớ, đang cố gắng diễn nên nó sẽ không thể nào mà nó ra được vai được. Yunbin có là diễn viên nữa. Vậy từ hồi đó giờ là Yunbin đã diễn được bao nhiêu vai rồi? Và có những cái vai nào mà mình đáng nhớ nhất trong đời mình không? Vai đáng nhớ nhất hiện tại bây giờ chắc cũng là cái vai Kai trong Trái Cấm, phim gọi là tự biên tự diễn á. Tự biên kịch xong rồi tự làm đạo diễn và tự đóng luôn. Là mình làm diễn viên chính luôn. Đúng rồi, tự hậu kỳ tự dựng luôn, ý là mình làm một mình biên mà gần như là gánh hết phần nửa bộ phim á. Có bạn bên trong đội bóng của tôi, chắc đội bóng tôi thua người ta quá. Lại lần cuối nè. Ê da. Bạn thích Quyên? Có liên quan gì đến bạn? Tiếc là nó không có thích bạn. Nó có người trong lòng từ lâu lắm rồi. Có những cái khó khăn gì trong cái bộ phim đó khi mà mình làm không? Trời, khó khăn nó là muôn vàng. Phải nói là muôn vàng. Khi mà một người mà không hề có bất kỳ một kiến thức nào thì bước ra hiện trường thì đụng cái gì mình cũng thấy khó. Ở góc độ mình là diễn viên thì mình thấy nó khó khăn ở chỗ nào? Không, lúc đó diễn viên thì lại không khó với Bin. Tại vì cái sự đam mê á, nó nằm đâu đó tiềm ẩn trong người mình rồi. Ra hiện trường y như là Bin tống trong nhân vật á, và Bin hóa thân một cách hoàn toàn vào nhân vật luôn. Bin thấy bên này có khả năng để phát triển không? Bin nghĩ có chứ. Thật ra có đam mê là bạn đã có được tới 50% khả năng rồi. Thấy đây có cần thiếu sót cái gì nữa không Yun Bin? Bin cảm thấy là bạn này chưa tự tin lắm với những cái gì mà khả năng của bạn. Cái là Bin nghĩ cái nghề diễn viên của mình đó là mình phải mạnh dạn. Bạn nói là bạn không có dám đi casting. Thật sự casting là một cái cơ hội. Một lần đi casting như vậy chắc chắn bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Ước mơ của em cũng đã định hướng cho em là khi em học xong thì em cũng sẽ dự tính là sẽ học qua một trường lớp nào đó. Tự tin thì em có tự tin, nhưng mà do là em thấy rất là nhiều bạn á, người ta học bên trường như là sân khấu điện ảnh hay gì đó, người ta đi casting thì em nghĩ là phần trăm các bạn đó sẽ được may mắn hơn là em. Em chỉ là một người tay ngang thôi, em không có gọi là tự tin về cái phần đó. Chưa chắc đâu nha, chưa chắc đâu nha Linh nha. Dạ. Sao Bin casting thì Bin nghĩ là casting chắc mười mấy bộ phim rồi. Dạ. Hầu như là Bin chưa từng hỏi cái lý lịch của bạn đi casting là bạn nó có phải xuất thân từ sân khấu hay không. Và Bin cũng chưa hề có cái sự đặc cách nào cả. Chủ yếu là bạn đó có hóa thân vào được cái nhân vật mà Bin muốn hay không.
cái tâm lý bạn nó có ổn hay không. Tại vì khi đi casting á, là không phải là mình đang cast một cái người phải thoại đúng thoại hay là phải diễn một cách gọi là chuyên nghiệp, mà mình đang cast cái gì. Mình đang cần cái nhất là cái nhiệt, cái đam mê. Tất nhiên là cũng có những cái yếu tố tiềm năng, những cái năng khiếu, nhưng mà trong đâu đó thì nó phải cộng hưởng từ nhiều thứ khác nữa, và tâm lý nữa. Từ cái tâm lý của bạn hình dung cái câu chuyện ra sao, và cái cách diễn của bạn, cái cách chuyển biến tâm lý trên gương mặt của bạn như thế nào, thì nó sẽ an toàn, an tâm hơn là cái việc mà bạn xuất thân từ sân khấu hay là sau đó. Theo kinh nghiệm đi, cũng có một số bạn xuất thân từ sân khấu nhưng mà khi mà các bạn diễn, các bạn đang bị khuôn khổ á, ba bước tiến một bước lùi, anh sẽ diễn các thứ nó không có sự sáng tạo trong cái vai diễn, đúng không? Giống như Bi là Bi sáng tạo dữ lắm luôn. Ở con mắt đạo diễn thì mình nhìn là Khánh Linh còn thiếu sót những cái gì mà cần phải bổ sung thêm á? Cái thiếu nhất của bạn là bạn thiếu kinh nghiệm và bạn thiếu tự tin. Dạ. Thường thì em diễn á, là em diễn được những cái vai gọi là giang hồ. Trời ơi. Hoặc là những cái vai gọi là bi. Bi sao? Là em dễ rớt nước mắt được luôn hả? Dạ không phải, phải tán lên cái mới rớt nước mắt được. Ghê vậy trời. Đó lý do tại sao mà anh nói em là em đang bị diễn á. Dạ. Tại vì tại sao phải tán em mới lấy được nước mắt? Tại vì em không cảm nhận được nỗi đau của nhân vật đấy, em khóc thật sự. Có rất là nhiều bạn vậy, có ra hiện trường xong rồi phải đi kiếm một góc ở đó ngồi nghe nhạc. Dạ. Để khóc. Còn không thì phải gọi điện thoại cãi lộn với người yêu để khóc. Trời đất ơi. Có nhiều người phải chọc cho đạo diễn chửi mới khóc được. Thì những bạn đó là những bạn người ta đang cố để diễn. Và đảm bảo là những bạn đó cái gọi là bước vào diễn viên chuyên nghiệp, các bạn sẽ không thể nào theo được. Có thể là các bạn vẫn có thể kiếm sống người diễn viên, cũng có thể là đi theo những cái bộ phim gọi là nhỏ nhỏ, nhưng mà để bước lên một cái tầm diễn viên lớn thì các bạn sẽ không thể nào có khả năng được, trừ khi mà mình thật sự mình phải cảm được cái nhân vật đó. Bin, em có thể gửi thêm những lời góp ý cho Khánh Linh để Khánh Linh có thể làm đó là hành trang của Khánh Linh sau này. Cái nghề diễn viên quan trọng nhất là cảm xúc. Dạ. Em phải luôn luôn nhớ cảm xúc là cái quan trọng nhất, không phải là cơ mặt, không phải là giọng nói hay là biểu đạt cái gì cả, mà vẫn phải là em phải nuôi cảm xúc. Thì thay vì trong khoảng thời gian mà em nói là em đang còn phải học, hoàn thành xong cái công việc học của mình, thì hãy xem thật là nhiều phim. Em xem nhiều phim ở đây, em thử đặt mình vô, hóa thân vào cái nhân vật đó, và luôn luôn tưởng tượng là trong cái hoàn cảnh đó em sẽ, nếu là em vô nhân vật đó thì em sẽ giải quyết câu chuyện nó như thế nào. Và hay tập quá, diễn hả? Tập diễn với trước gương. Thiếu bạn diễn kêu anh. Dạ. Thiếu bạn diễn cứ hú anh, lúc nào anh cũng nghe điện thoại em hết. Cảm ơn em và đạo diễn Jubin đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh chúc em sẽ theo đuổi cái niềm đam mê và ước mơ của em, và một ngày nào đó anh cũng sẽ coi được một bộ phim đầu tay em làm diễn viên, cũng như là không cần biết em là diễn viên chính hay phụ, miễn sao là anh muốn coi sự diễn xuất của em trong tương lai ha. Dạ, cảm ơn anh. Bin có lời chúc nào dành cho em Khánh Linh không? Những dự án sắp tới của anh hy vọng là sẽ thấy em đến casting, và biết đâu được là trong tương lai anh em mình sẽ có cơ hội làm việc với nhau. Ngon ghê không? Dạ, cũng cảm ơn Bin, dành My. Dạ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bí mật hạnh phúc. Chương trình Bí mật hạnh phúc ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta hai vị khách mời thật là dễ thương. Và khách mời đầu tiên của mình đó chính là anh Nguyễn Quỳnh Ngọc Tân, nghệ danh là Can Hí, và anh là một nhà thiết kế thời trang cao cấp. Của Can là một nhà stylist tạo phong cách và thiết kế thời trang khoảng được cỡ hơn 10 năm cho những người doanh nhân, nghệ sĩ ra. Hôm nay thì Can rất vui khi đến với chương trình Bí mật hạnh phúc, được giao lưu với tất cả mọi người và định hướng cho bạn đây. Và bây giờ mình đến với khách mời thứ hai, đó là em. Em tên là Huỳnh Hữu Thuận, hiện tại công việc của em là người mẫu và năm nay em 20 tuổi. Hay là cái động lực nào mà để giúp em là em ước mơ, em thích cái nghề model này? Lúc trước thì em suy nghĩ là em không làm nghề này. Và khoảng cái thời gian là cuối năm 2018 là em vô tình là em cạo trọc. Em kiểu bắt chước thần tượng của mình để cạo trọc thôi. Em thần tượng ai em?
Em thần tượng Ngô Diệt Phàm. Em cạo trọc giống bạn đấy và em có unfriend những photo. Những photo là chụp cho model người mẫu. Thì các người đấy kiểu để ý đến em và họ kêu em làm mẫu cho những bạn đấy. Là hiện tại bây giờ công việc của em là người mẫu ảnh thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mà em theo đuổi con đường làm người mẫu của em á, dạ vâng, em có bị gặp trục trặc hay là em có gặp khó khăn gì không? Dạ có chứ anh, lúc đầu thì giống như kiểu là họ chỉ kêu mình chụp free thôi, kiểu collab với họ. Nhưng mà họ sẽ trả mình về mặt hình ảnh. Vậy là mình lấy tiền đâu mình sinh hoạt? Lúc đó là người nhà em cho em, là anh họ em cho em, kiểu em heo thì anh họ em giúp em kiểu như vậy. Khó khăn của em là người ta chụp free, chụp miễn phí cho em đó. Đúng rồi. Rồi gia đình em có ủng hộ không? Gia đình em không ủng hộ. Tại vì ít là gia đình em ít quan tâm đến em đó. Nên ví dụ như là em được thành tích đó hay là cái gì đấy thì em khoe bên gia đình thì gia đình nói giống như em làm trò khùng trò điên vậy đó. Nhưng mà gia đình em có định hướng cho em làm cái gì không? Mà không ủng hộ em làm cái công việc này. Hồi đó thì kêu em học nghề cắt tóc. Nhưng mà em học xong và một thời gian em bỏ. Tại vì em không có mê nó, em không có làm được. Vậy em không mê em đi học chi? Tại gia đình em kêu em đi học. À, có nghĩa là gia đình em hướng em theo cái con đường đó và em muốn làm cho gia đình em vui. Đúng rồi. Có bao giờ em thử em học xong rồi em có thử mở ra tiệm làm cho gia đình xem chưa? Dạ chưa. Hay có đi làm chỗ nào chưa? Chưa. Cha mẹ mà hướng em làm công việc đó là chắc chắn là cha mẹ phải yêu thương mình con cái rồi mới hướng cho mình làm. Thì anh nghĩ là nếu mà gia đình em không ủng hộ hay là không quan tâm công việc của em là tại vì em chắc anh nghĩ là em ít có nói chuyện với gia đình. Đúng rồi, em ít, em cực kỳ ít nói chuyện với gia đình. Em không ở chung với ba mẹ thường? Không, em có ở chung với ba mẹ thường. Nhưng mà em ít nói chuyện tại vì nó là kiểu gây gỗ. Ý là ngày nào cũng gây gỗ hết nên kiểu em không có nói chuyện nhiều. Đúng rồi, anh có thể hiểu. Tức là bạn đang sống trong cái gia đình của bạn á. Anh xin lỗi trước, anh thấy dùng là nó hơi khuyết một chút. Trong cái câu chuyện của Thuận thì anh cũng có giống phần nào cái điểm xuất phát của anh. Giống như hồi trước đây á, cái công dĩ nhiên á, thật sự cái lĩnh vực mà nghệ thuật á thì người ta nhìn số đông, anh đang nói số đông nhìn vô thì người ta sẽ cảm thấy đây là cái công việc nó không ổn định, nó phức tạp. Nhưng nó phức tạp hay không và ổn định hay không là cũng do chính mình, tại nó đối với anh nó cũng là một cái nghề đó. Thì cái thời điểm bắt đầu gia đình anh cũng vậy, cũng bắt anh là đi học về lĩnh vực tài chính marketing, nói chung là làm văn phòng, sống một cuộc sống đơn giản như vậy thôi đó, rồi kinh doanh. Mà anh không thích đúng không? Đúng rồi, từ lúc anh ngồi trên cái nhà trường thì anh cảm thấy anh thích cái gì đó nó sáng tạo hơn. Nó phiêu lên và anh được bay bổng hơn. Nhưng mà ở anh có một cái điểm nó thực tế, tức là những cái sáng tạo, những cái phiêu lên đó nó phải đem lại cho mình một cái cơ hội, một cái sự phát triển cả hai về bản thân nè. Và mình cũng phải có nhu cầu, mình cũng phải có cái kinh tế nữa. Nhưng mà mình phiêu lên quá thì cũng không được. Tại cái mình phải hiểu là gì, gia đình mình đang lo lắng cho mình. Cho nên nếu mình cứ bay theo những cái đam mê thôi á, thì cái đam mê nó đến một lúc nào đó anh nghĩ nó cũng sẽ dập tắt. Đúng rồi. Cho nên là anh phải cố gắng anh làm, anh tìm hiểu, anh học hỏi. Thậm chí cái thời gian đầu á cũng rất là vất vả luôn. Về 12 năm trước khi anh bắt đầu vô nghề, anh cũng phải bắt đầu công việc là miễn phí. Tại đó là cái cách là để mình thực sự mình học hỏi nè, mình trải nghiệm. Tại nếu người ta chưa biết mình là ai thì mình phải cống hiến trước. Đúng rồi, đúng rồi. Có một tạo một mối quan hệ mình xây dựng cho mình trước. Tại lúc đó mình may đồ cho người khác mặc mà mình tặng luôn. Chính xác, thật ra anh làm những cái bộ hình với hoàn toàn là để hỗ trợ, để gì anh cho người ta thấy được rồi, cái điểm riêng của anh. Anh là sướng biết bao nhiêu. Lúc đó em biết anh càng sớm là em sướng biết bao nhiêu. Trời ơi. Đó. Lúc em không có đồ em mặc luôn. Em biết vậy là trời ơi, em thân hình này anh muốn thiết kế cũng gì cũng được. Cho anh thiết kế hết. Bây giờ theo anh nha, nó sẽ có hai hướng. Nếu như em là cái người em hiểu gia đình em nhất, nếu gia đình em là cởi mở thì em cũng nên cởi mở để nói về cái công việc của em. Anh nghĩ là tuy nhiên vậy. Nếu như gia đình em á thể là khó, anh nghĩ cái cố gắng còn lại của em nó sẽ nhiều lắm, thì em phải càng phải cố gắng em chứng minh bản thân của em. Đúng rồi. Em làm việc em làm như thế nào đó em không cần giải thích cũng được, em làm sao mà để cho gia đình em nhìn vô cái thành quả của em, cái kết quả của em và hiểu em. Quan trọng là bạn đam mê, bạn cố gắng, bạn duy trì nó thôi. Có nhiều khi có những bạn họ từ bỏ đó. Ừ. Đó thì thành ra thì anh thấy thì rất là tiếc. Có khi nào Thuận muốn từ bỏ không? Dạ có, ý là đam mê nhưng mà kiểu đôi lúc kiểu nó không có công bằng á. Công bằng sao có thể? Giống như là kiểu là... Chi tiết xíu được không? Giống như là kiểu là người ta sẽ hết chọn mẫu người quen hơn. Giống như là kiểu là người ta sẽ ít cho người mới một cái cơ hội đó anh. Giống như là
cái gương mặt đó họ đã quen biết lâu rồi và họ đảm bảo với những cái người đấy là thực lực của cái người đấy là ok. Còn những người mới giống như kiểu là họ chưa biết, giống như là họ chưa biết và họ cũng không cho người khác thử để xem là bạn này có thực lực hay không. Vậy anh nghĩ là mỗi cái công việc nó đều có một cái duyên nè. Đầu tiên nó phải có cái duyên, 10% là cái duyên đến và 90% còn lại đó là chính em quyết định cái con đường mà em đi. Có thể người may mắn hơn thì có thể là phát triển nhanh hơn, nhưng mà mình có thể chậm hơn, nhưng mà không có nghĩa là mình không thể. Mình phải cố gắng mình đi, mình phải cho người ta thấy được những cái nỗ lực của mình, một cái gì đó nét riêng của mình. Bản thân anh thấy em cũng đang có cái nét riêng đó. Cái nét em rất là lạ trong mắt anh luôn. Nói chung là anh nhìn em một cái ấn tượng đầu tiên là anh thấy nó một cái gì nó gọi là nó lạ. Thuận ở đó giờ có thi vào chương trình về người mẫu nào chưa? Dạ có, em có thi Việt Nam Next Top Model. Mùa ấy? Mùa này, năm nay. Mùa giờ rồi hả? Dạ rồi, dạ vâng đúng rồi. Cái dòng máy rớt, tại em không thấy mặt em. Xin lỗi, nói chuyện là duyên. Thôi sao, xin lỗi. Cái này em thật lòng. Dạ vâng, em vào vòng 1 nhưng mà vòng 2 em rớt. Em rớt ở phần đồ bơi. Đồ bơi đúng không? Đồ bơi đúng rồi. Vậy có gì đồ bơi? Mấy tập của em có nó sống không? Dạ không. Đúng rồi, sao thấy được, đúng rồi. Mà lý do sao rớt? Là em được bắt cặp với bạn kia cũng đầu trọc giống em luôn. Rồi, trời ơi. Tiếp. Nhưng mà bạn đó kiểu bị chiêu trò quá. Bạn nó bỏ hoa hồng vô cái tóc giả. Ý là cái bộ tóc như là cái bảy sắc cầu vồng vậy đó, quá trời màu luôn. Em với bạn đó bàn với nhau trong cái hậu trường cánh gà đấy. Là kiểu hai người sẽ đi phối hợp với nhau. Tự nhiên cái lên cái xong cái bạn đó lộ tóc giả là bạn đó muốn hay quay cuồng gì trời nó cũng không biết luôn. Em thì kiểu đi và em đợi bạn đấy rồi xong chấm rớt hai đứa luôn. Khi mà em bị rớt vậy rồi đó, em có suy nghĩ là em sẽ tham gia chương trình nào nữa không? À không, em sẽ không tham gia. Sợ luôn? Không phải là em sợ, nhưng mà em tại vì em cảm thấy là chiều cao của em nó bị khiêm tốn nên em sẽ đúng tập trung vào bên mảnh màu ảnh nhiều hơn. Màu ảnh thôi. Nếu như mà em là model, em là người mẫu mà đi trên sàn catwalk thì chắc chắn là nãy giờ anh con Cang chắc cũng muốn nhìn em đi coi ra làm sao. Hồi không mấy giờ giả bộ mình vậy. Bây giờ làm người mẫu ảnh mà. Rồi. Bây giờ mình bâu dài dáng thần thái thử cho. Biết đâu qua chương trình này người ta sẽ mời em đi catwalk. Bây giờ thường em chụp nam hay nữ? Em chụp nữ. Rồi vậy em làm cho anh coi thử rồi lúc em chụp sao? Đầu tiên là kiểu em hay sớt mắt lên. Kiểu sớt mắt như này. Và thứ hai là như này. Góc nghiêng của em đẹp, em nghĩ là góc nghiêng em đẹp đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thường cái gương mặt của bạn này khá là nhỏ nhắn nè. Thì thường á, mấy bạn mẫu đa số ai cũng ưu tiên góc nghiêng. Nên anh nghĩ là thì cái góc nghiêng nó thể hiện được nhiều những cái hình thể của từ cơ mặt cho đến cái vóc dáng của mình. Sao Bi cũng chụp hình nhiều mà Bi góc nghiêng đâu được. Không, Bi nghiêng cái là chải mở luôn. Bây giờ Bi đang là MC đó. Không, có nhiều khi Bi cũng nghiêng lắm á, nhưng mà không ra. Bi được nghiêng lắm mà không ra. Anh Cang cho em giúp em một cái đi, tại vì anh cái này là bên cái lĩnh vực của anh Cang hơn. Ok. Thuận có nên thay đổi tí gì về mặt ngoại hình hay là về cái xu hướng ăn mặc như thế nào? Góc độ của anh vậy nè, những cái hình ảnh mà bạn đang đi theo đuổi đó hay là người mẫu ảnh, bạn đang hướng tới hình ảnh nữ tính với anh nha. Nếu bạn đã xây dựng cái hình ảnh đó rồi thì về vóc dáng của bạn á thì anh ok, bạn không cần phải to cao quá thì thật thì bạn sẽ không thực hiện được cái nét riêng của bạn. Nhưng mà anh thấy ở Thuận có một sự trầm tính buồn nữa đúng rồi, đó đúng. Anh mà làm nghệ thuật á, nếu mà em bị rụt rè như vậy á thì em sẽ rất là khó phát triển mình. Em phải có một cái gì đó, em phải thay đổi em phải thay đổi không. Em phải thay đổi cái cơ mặt của em, cái mặt em nó buồn quá, cái mặt định trong cái cơ mặt của em nó buồn. Và đôi lúc nếu mà anh là một cái người mà muốn đầu tư vô em mà nhìn cái vậy là thấy làm ăn không lên buồn. Cái mặt không làm ăn lên được. Nhưng mà em bộ dê đâu có buồn đó. Không, nhưng mà cái con mắt em nó, con mắt là cửa sổ tâm hồn. Mà nhìn con mắt em là nó, trời ơi, nó buồn vậy rồi sao làm ăn lên nổi. Thiệt, buồn lắm em phải. Nhưng mà đa số cái người bút em vì đôi mắt của em thôi. Buồn. Dạ vâng. Vậy là những người đó thiết kế cho mấy cái bộ đồ màu tím đâu không á. Buồn quá buồn. Rồi, sau khi mà trò chuyện với anh Cang từ nãy giờ thì em có thấy mình có rút kết ra được gì không? Trái hồng. Được rồi, thôi. Ê, tại sao em đi hay là em đang chưa hiểu là anh Cang đang góp ý em về cái gì?
À thì anh Khang đang cho em lời khuyên thì em cũng lắng nghe. Ý là em đang rút kết ra được cái gì chưa? Chắc là em sẽ phải cố gắng hơn rồi. Ví dụ vậy cho em, anh trả lời em nãy, anh góp ý em nãy giờ em mới trả lời không, không. Nếu theo anh thì anh nghĩ là mỗi người có một cái cá tính riêng và anh thấy em nên lắng nghe nhiều chút xíu. Nhiều đúng rồi. Trải lòng em ra nhiều xíu thì cơ hội mới đến với em. Anh nghĩ vậy. Sau cái buổi nói chuyện á thì giống như hồi nãy em nói là em lấy Vinh Bi đúng không? Là người ta chọn em là vì cái cặp mắt của em đúng. Mỗi người sẽ có một cái nét đẹp rồi đó, một cái nét riêng. Còn anh Canh Vinh Bi nói ở đây á, tức là ở em phải đem lại cho người ta cảm giác một cái sự nhiệt huyết. Cái thần thái nó khác nha. Còn cái sự nhiệt huyết của em á là cái bên ngoài để em tiếp xúc với mọi người, em xây dựng cái mối quan hệ, em tạo cho người ta có một cái gì đó, có cái niềm tin ở nơi em. Bây giờ ví dụ như anh nhìn em đẹp đúng không? Ví dụ như anh có một bộ sưu tập, anh nhìn em hợp bộ sưu tập của anh. Nhưng mà có thể như khi anh gặp em không nói chuyện hay em không gì hết, anh sẽ không biết trong cái quá trình anh làm việc với em nó sẽ đạt được cái hiệu quả bao nhiêu. Anh sẽ không biết trong cái quá trình anh làm việc với em nó sẽ đạt được cái hiệu quả bao nhiêu. Thì anh suy nghĩ lại, tại vì người đẹp trong cái nghệ thuật, trong cái showbiz của mình á thì nhiều, nó cũng đa dạng gương mặt hết trơn á. Em hiểu ý của anh không? Dạ em hiểu. Cho nên ở đây anh muốn là em phải có một cái gì đó nó nhiệt huyết hơn, đó là để mình tiếp xúc, mình gần gũi mọi người hơn, mình giao lưu, mình xây dựng cái mối quan hệ tốt hơn. Còn cái thần thái thì đó là một cái nét riêng của em. Thần thái nó chưa quyết định sự phát triển của em. Nếu như mà em tạo khoảng cách giữa mọi người á, mọi người không hiểu được em, không khai thác được em. Góp ý hay quá, thiệt xuất sắc luôn. Đúng là một người mà người khác nhìn em kiểu trải qua quá nhiều, có một cái khoảng cách đúng không anh? Đúng rồi, chính xác. À đúng rồi, tại cũng có nhiều người nói với em là kiểu nhìn em kiểu bị lạnh quá hay là nói chung là tại vì em không có trải lòng mình ra. Em trải thử ra đi. Anh Bi chúc em sẽ có được nhiều cơ hội mới trong con đường mà em đã chọn, cũng như là công việc của em sẽ được thật là tốt ha. Rồi anh Cang thì có lời nào chúc em đó không? Thì riêng bản thân anh á thì anh chúc cho Thuận đạt được những cái ước mơ và cái đam mê mà Thuận theo đuổi, và anh hy vọng sẽ đến một lúc nào đó anh em mình sẽ gặp nhau ở ngoài xã hội trên cái lĩnh vực anh em mình đang tương đồng với nhau. Có thể em sẽ là một người mẫu trong những cái thiết kế của anh, hoặc là sau này anh sẽ được thấy em xuất hiện ở trên báo chí, trên truyền hình với một cái tên riêng của mình, được mọi người biết đến nhiều hơn với cái những gì em đã lựa chọn ngày hôm nay. Cảm ơn anh Cang với lại Thuận đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.